rồi sẵn tiện đây mình đi rửa xe. Đây, xe chiếc xe mình dơ quá đi rửa xe, sẵn tiện quay cho anh em coi cái hệ thống rửa xe tự động ở ở Mỹ ha. Em vô khu rửa xe của nó nè, ở khu ngoài đây á, trước mặt nè bạn thấy là để dành mình rửa xong á mình ra mình hút bụi với lại xịt nước rồi đó, nó có hơi á xịt. Nhưng mà bây giờ vô đây, giờ chạy hướng vô đây mình mua cái thẻ trước đó, mua tự động hết ha, để nó có cái máy này đó, mấy cái trụ nè mua tự động hết. Options on the screen, or by using the buttons beside the options. If you have a coupon, wash ticket, or prepaid card, scan it on the barcode reader now. Please pay with either credit card or. Please take your receipt. Thank you for your business. We look forward to seeing. Rồi sau khi mình có cái receipt như thế này thì mình giờ mình vô cổng thôi. Rồi đầu cái barem nó mở lên thì mình chạy vô. Rồi, hôm nay có anh nhân viên ảnh đứng ảnh canh xe cho mình, đúng mình vô đúng cái đường bánh xe, mình vô đúng cái đường ray đó, đường ray dạng dưới á. Rồi mình sẽ để số về số 0. Rồi rồi đây ngồi chơi thôi. Giờ bắt đầu là hệ thống nó tự đẩy xe mình vô rồi nó tự rửa, qua từng bước nó rửa thôi. Thì rửa nó có nhiều giá lắm. Ví dụ là 10 đồng, 13 đồng, 15 đồng, 20 đồng cũng có. Một lần rửa thì tùy theo số tiền. Ví dụ rửa 10 đồng thì rửa giống như rửa bình thường thôi. Còn 13 đồng mình cũng không có, nó có ghi nhiều lắm nhưng mà mình cũng ít đọc lắm. Nhưng mà thường mình rửa khoảng 10 13 đồng thôi, là 10 đến 13 đồng là được rồi, chứ không có rửa nhiều hơn. Tại mình không biết, mình cũng không có đọc thông tin nhiều với nó có khác nhau là gì. Cái này là nó xịt quá chất ở trên xà bông hay quá chất gì đó, rửa kiến mình. Đó, còn cái này nó đang chà nè, nó đang chà kiếm mình, chà xe hết xe luôn. Vô đây là nó sạch nước. Trước mặt đó, khi nào mà nó nổi qua đèn xanh có chữ go đó, rồi mình đi.
nó nổi rồi đó. Rồi đi thôi. Đúng rồi, ra đây là tới mình chạy. Đó, bây giờ mình ra, mình qua bên đây nè cho mát. Đó, mình vô đây mình hút bụi với lại mình xịt. Mình có đầu xịt cho mình xịt cho nước nó không, cho nó ráo bớt nữa. Chứ nói ở trong rửa tự động vậy chứ nước nó không có ráo nhiều. Đó, ra đây là đó, nó có sẵn máy hút bụi với lại đầu xịt nước, xịt hơi, lấy hơi xịt cho nước nó ráo thì về. Rồi xe sau khi rửa xong thì khá là sạch sẽ, hút bụi rồi xong hết rồi đó. Đó thì đây đó, khá là sạch sẽ. Thì thường rửa tự động thì chắc chắn nó không có, nó không có sạch sạch kỹ bằng rửa bằng tay thủ công rồi. Thì nó cũng có những chỗ mà nó rửa thủ công vẫn có, nhưng mà để bữa nào mình có đi chỗ rửa thủ công thì mình quay cho các bạn coi. Đây thì cái này mình hạ mấy băng này xuống để mình hút bụi cho sạch. Chiếc này là Honda Odyssey đời 2005. Đó, nhìn chung thì rửa tự động thì độ sạch của nó khoảng 70-80% so với rửa thủ công thôi. Đó, cũng sạch sẽ ha, hút bụi xong cũng sạch sẽ. Rồi ok, bye bye các bạn.